Bà con nông dân và các bạn thân mến, để góp phần xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò vị thế của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp, phổ biến thực hiện nhiều phong trào, hành động thiết thực, trong đó có phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua, để phát huy vai trò chức năng của Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Nông dân tỉnh cũng đã có những hoạt động ký kết hợp tác rất ý nghĩa, góp phần tạo bước phát triển mới, vượt bậc cho tổ chức hội. Tháng 8 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành hội nghị tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tính đến tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh có 63 trên 64 xã phường thị trấn có tổ chức hội, 498 chi hội, 1.625 tổ hội nông dân, trong đó có 125 tổ hội nghề nghiệp. Kết nạp trên 35.000 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân trong toàn tỉnh là trên 64.500 hội viên, chiếm 54,86% so với số hộ làm nông nghiệp. Qua 5 năm có hơn 170.000 lượt hộ đăng ký thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 79.414 hộ được công nhận đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp trung ương 890 hộ, cấp tỉnh 10.140 hộ, cấp huyện hơn 36.000 hộ, cấp cơ sở hơn 150.000 hộ. Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện phong trào, nông dân đã có những chuyển biến rõ nét trong phương thức sản xuất, xây dựng mới và phát triển nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Cũng trong tháng 8 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh mà đơn vị trực tiếp là Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp đã cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thủy sản Bạc Liêu liên kết hợp tác thực hiện kênh phân phối sản phẩm vật tư nông nghiệp tại các xã vùng ngọt trong tỉnh, thực hiện mô hình trồng rau, trồng cây trên giá thể trong nhà màng tại trung tâm và thực hiện mô hình ươm lương giống, nuôi lương trong bể composite tại nhà xưởng của trung tâm. Đây được xem là những mô hình liên hợp đa dụng mang lại lợi ích cho cả các bên trực tiếp cũng như gián tiếp cùng tham gia. Ba cái mô hình được triển khai thực hiện trong năm 2020 nhằm mang tính chất là hỗ trợ cho nông dân, phục vụ cho nông dân trong cái quá trình sản xuất về cây con và đồng thời sản xuất về dịch vụ các cái phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giúp cho nông dân kịp thời tiếp cận được cái sản phẩm phân và thuốc chất lượng. Tới thời điểm này thì cũng đã triển khai chuẩn bị cái thủ tục hồ sơ để mà lắp đặt các cái trang thiết bị. Sau buổi ký kết hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thủy sản Bạc Liêu sẽ cung cấp vật tư cho bà con nông dân thông qua Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục Nghề nghiệp. Công ty cũng đã ký kết doanh số là 20 tỷ trên một năm. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp vật tư cho 1.000 mét vuông sản xuất hoa màu công nghệ cao. Và công ty cũng đang ươm lươn giống và nuôi lươn thương phẩm 100 bể composite để tại trung tâm để tạo điều kiện cho bà con nông dân mình tham quan. Trên cơ sở những thuận lợi cũng như lợi thế từ các mô hình hợp tác, một lần nữa Hội Nông dân tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Thủy sản Bạc Liêu liên kết cùng Trường Đại học Bạc Liêu mở thêm một hướng đi mới, đó là hợp tác đào tạo, nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân. Tuy nhiên, điều tâm đắc nhất mà chúng tôi nhận thấy được thông qua các cuộc ký kết này là môi trường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Trong năm 2020, xác định một số cái hoạt động như hoạt động chiến lược để khai thác cái Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp của Hội Nông dân tỉnh. Thì trên cơ sở đó thì Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có cái chủ trương ký kết phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu với Công ty Cổ phần Đầu tư cho Phát triển Nông nghiệp Thủy sản của Bạc Liêu. Mục tiêu là để dạy nghề cầm tay chỉ việc cho hội viên nông dân, cũng là cái nơi để thực nghiệm thực tập cho các em sinh viên và cái ngành bảo vệ thực vật có điều kiện để tiếp cận với cái thực tiễn. Thì trên cơ sở học tập lý thuyết, có sự trao đổi giữa hội viên nông dân, có sự trao đổi giữa nhà khoa học, có trao đổi giữa cái lực lượng sinh viên đang học tại trường có cái kiến thức cơ bản để trong cái quá trình trao đổi kinh nghiệm và thực hành thực tiễn tại hai cái mô hình này là chuyển giao cho người nông dân khi mà cảm thấy nó đạt cái hiệu quả khả thi có thể chuyển giao ngay.
giữa Hội Nông dân tỉnh, Trường Đại học Bạc Liêu với Công ty Nông nghiệp Thủy sản Bạc Liêu cũng đã có cái ký kết phối hợp đào tạo cái nguồn nhân lực cho cái lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm 2020 này sẽ chiêu sinh 30 em là con em hội viên của nông dân, với cái mục tiêu đào tạo 30 em sinh viên trong cái lĩnh vực nông nghiệp phục vụ cho cái ngành nông nghiệp của tỉnh nhà. Thì trên cái cơ chế là trường đại học sẽ đào tạo theo quy định khung của Bộ Giáo dục Đào tạo, sẽ tư vấn. Hội nông dân có trách nhiệm là chiêu sinh và vận động con em hội viên nông dân đi vào cái học tập tại trường trong cái ngành bảo vệ thực vật. Phía Công ty Nông nghiệp Thủy sản Bạc Liêu sẽ hỗ trợ kinh phí cho cả khóa học về học phí, coi như tài trợ về học phí chọn gói cho các em, và tạo điều kiện cho các em nó sẽ có cái thực tập thực tế tại cái cánh đồng, rồi thực tập thực tế tại mô hình, rồi tham gia một số cái hoạt động của công ty trong cái thời gian học tập 4 năm này, như cho các em gia chạm với thực tiễn, và công ty sẽ tạo điều kiện về việc làm cho các em sinh viên khi ra trường. Với đặc điểm chuyên môn là nghiên cứu, chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng cây trồng, nên những ai theo lĩnh vực này đa phần đều rất vất vả. Hơn nữa, tâm lý chung của các bạn sinh viên sau khi ra trường, ai cũng muốn có việc làm ngay và được ngồi vào những chiếc ghế của các nghề thợ thượng. Do đó, ngành bảo vệ thực vật vẫn là ngành hiếm bạn theo đuổi. Là sinh viên năm cuối lớp 10D bảo vệ thực vật trường Đại học Bạc Liêu, các bạn Quỳnh Dương Ngọc Yến Nhi và Tạ Tấn Ngọc sắp ra trường nhưng vẫn luôn thấy mình cần phải học hỏi thêm nhiều hơn nữa. Vì sao? Từ năm 2 là em được các cô bộ môn tạo điều kiện cho thực tập tại trường, tại khoa nông nghiệp của trường Đại học Bạc Liêu, và chỉ là làm ở các mô hình nhỏ, tự chế là chủ yếu, tại vì kinh phí còn không có. Thứ hai là cuối năm 4 thì tụi em được đi được một chuyến thực tập giáo trình cũng ngắn hạn, nên cũng không có gia chạm nhiều. Dạ, em thấy đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp thì em nghĩ là đó là một lợi thế cho những em sinh viên khóa xa của em. Tại vì thứ nhất là cái việc đó là giảm bớt gánh nặng học phí cho các em, là giúp các em được yên tâm hơn trong quá trình học. Thứ hai là công ty với nhà trường cũng đã lên kế hoạch tạo điều kiện cho các em gia chạm thực tế về chuyên ngành nhiều hơn, và có thể là tạo các buổi hội thảo hay gì để nâng cao cái kỹ năng và cái kỹ năng mềm của các em. Em cũng ra trường rồi thì sắp nhận bằng, nên em hy vọng là ngành bảo vệ thực vật của khoa em sẽ từng ngày phát triển hơn, và được sự giúp đỡ của các doanh nghiệp thì em hy vọng là các em khóa sau sẽ có điều kiện gia chạm nhiều hơn để hiểu sâu hơn về ngành, và có thể là hướng đó, có thể là yêu ngành hơn. Tại vì khi mà em học á thì em không có được gia chạm nhiều, nên cái sự đó là sự thiệt thòi. Nhưng mà em hy vọng là sau này các em sẽ hiểu được, và các em có nhiều em sinh viên sẽ muốn theo học ngành bảo vệ thực vật hơn. Dạ, thì em muốn là nâng cao tay nghề của em hơn. Em muốn theo một cái farm nào đó để em học tập kinh nghiệm nhiều hơn. Chủ yếu em thích vào các farm hơn. Em thích làm trên những cái farm, ví dụ trên Đà Lạt. Em thích trồng cây và thích quan sát cây cỏ. Nên là em thích vào farm hơn là đi thị trường. Đối với những người thì thích làm farm thì quan trọng nhất là trong quá trình học, chúng ta nên có trao dồi kiến thức về cây cỏ và các quy trình trồng cây kỹ lưỡng để sau này có thể trồng cây tốt hơn. Trong quá trình này thì nhà trường nên cho chúng em ra chạm nhiều, nên tạo điều kiện cho các em đi nhiều cái địa điểm như Đà Lạt để tham quan những cái nông trường trên trảnh. Trong quá trình học thì nên cho các em thực tập trên những cái mô hình để các em có thể có kinh nghiệm, sau này có thể ra trường có được việc làm tốt hơn. Bây giờ thì cái mô hình chỉ là đơn điệu một loại cây thôi, nó rất là khó để mà quan sát hết. Tại nhà trường thì cái diện tích đất nó còn rất là ít, nên là không thể nào đáp ứng đủ cho các dạng sinh viên được. Hy vọng sắp tới mình sẽ có được ủng hộ của doanh nghiệp thì có thể phát triển. Thực tế nước ta là một nước nông nghiệp. Bạc Liêu lại thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có đặc điểm nghề nông là chủ yếu.
Vì vậy, nhu cầu nguồn lực phục vụ cho nông nghiệp vẫn rất cần. Do đó, để đảm bảo nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên phục vụ cho tỉnh nhà, cần lắm những mô hình phối hợp liên kết đào tạo theo địa chỉ như thế này. Qua cái mô hình mà hợp tác ba nhà như thế này á, thì theo nhận định của tôi thì tôi thấy là tôi rất là tâm đắc cái mô hình này. Thì khi mà thực hiện cái mô hình này đó thì trong suốt 4 năm học thì sẽ tạo cho sinh viên cái thứ nhất là nó sẽ tăng cường về cái kiến thức thực tế rất là nhiều, nó tiếp cận với công ty, rồi công ty tạo điều kiện cho nó tiếp cận với các đại lý, tiếp cận với các cái đơn vị bên ngoài nữa, thì nó tăng cường cái kiến thức thực tế cho sinh viên, rồi nó tăng cường cái kỹ năng giao tiếp của sinh viên, kỹ năng nghề, kỹ năng giao tiếp, thì giúp cho sinh viên khi ra trường là nó rất là tự tin và nó tiếp cận với cái công việc nhanh, tiếp cận với các cái công việc, các cơ quan mà đơn vị tuyển dụng nó rất là nhanh và nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của nhà tuyển dụng. Rồi cái mặt thứ hai trong cái mô hình này tôi thấy cái được nữa đó là sinh viên nó tăng được cái kỹ năng mềm của nó. Trong trước đây thì nhà trường cũng chưa có đặt nặng về kỹ năng mềm lắm đâu. Nhưng mà qua cái ký kết này thì tôi thấy là với cái điều kiện mà công ty tạo như thế thì sinh viên nó rất là tăng cái kỹ năng mềm của nó. Rồi cái thứ ba nữa là về kinh phí. Thì tôi thấy là công ty mà hỗ trợ được hoàn toàn cái học phí thì giảm cái gánh nặng cho cái người học dữ lắm. Về cái giảm gánh nặng cho kinh tế gia đình nữa thì sinh viên nó sẽ an tâm nó học. Mà nó tập trung vào cái công việc chuyên môn của nó mà không phải mà lo là thiếu hụt tiền bạc vì gánh nặng cho gia đình. Thì tôi thấy về gia đình cũng an tâm, mà về người học cũng an tâm để chuyên sâu về học tập về chuyên môn. Và cái thứ tư nữa đó là tôi thấy nó một cái điểm tâm đắc trong cái mô hình này nữa đó là sinh viên nó sẽ ra trường nó sẽ có việc làm, nó không phải lo ngại về việc làm và gia đình cũng an tâm cho sinh viên theo học cái ngành này nữa, ngành bảo vệ thực vật nữa, thì không phải lo ngại về việc làm. Chứ hiện nay thì một số ngành thì ra trường đào tạo thì được rồi, đào tạo xong rồi cũng chất lượng rồi, nhưng mà ra trường thì khó xin việc, rất là khó xin việc. Mà ở đây thì sinh viên và người học và cũng như phụ huynh là an tâm từ đầu về cái công việc làm. Thì và cái về với cái mô hình này tôi rất là tâm đắc, và công ty cũng sẽ giúp cho cái người học cũng như là hội nông dân công ty sẽ giúp cho cái cân bằng về cái nguồn lực mà để làm việc trong các cái chuyên ngành trong xã hội, cân bằng về nguồn lực. Chứ để hiện nay thì thấy là nhân lực ở bên làm việc mà ở bên các cái ngành nông nghiệp á thì xã hội rất là cần, công ty rất là cần nhiều, và cái môi trường làm việc rất là cần, nhưng mà lại là cái người học lại ít chọn, lý do là chưa có nhận định hết cái việc mà cái ngành đó phục vụ cho địa phương như thế nào. Còn cái mặt được của cái tôi tâm đắc cái mô hình này nữa là góp phần đào tạo cho một cái nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương để phục vụ cho địa phương. Tại vì mình tiếp cận thực hành ngay từ đầu, trong suốt 4 năm thì là sinh viên nó rất là tự tin để nó ra trường, và tôi tin là sẽ tạo được một cái nguồn nhân lực rất là chất lượng cao để phục vụ cho địa phương. Có thể nói năm 2020 là năm của nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Hầu hết sinh hoạt đời sống của người dân bị ảnh hưởng, nhiều hoạt động của một số ngành nghề bị ngưng trệ. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và lãnh chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, cùng sự nhiệt tình tận tâm của cán bộ hội với nông dân, nên các hoạt động của hội, đặc biệt là chuỗi ký kết hợp tác, vẫn được diễn ra đúng tiến trình, đạt hiệu quả. Hy vọng những tháng còn lại của năm 2020, tỉnh hội sẽ có nhiều hơn những bước tiến mới.